chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Câu chuyện Dragon Super vẫn còn tiếp diễn sau khi anime bị tạm dừng được một thời gian khá lâu rồi. Hiện nay trong Dragon Super đã bắt đầu với chương 68, một khởi đầu cho một cốt truyện hoàn toàn mới có tên là Granola The Survival với rất nhiều thông tin thú vị về những câu chuyện liên quan đến chủng tộc người Saiyan cũng như đội quân Frieza đã làm trong quá khứ. Điều này giúp bộ truyện Dragon Super được mở rộng phạm vi ra hơn rất nhiều. Trong chương 68, Goku đang được Whis huấn luyện nhằm khai phá tiềm năng mà Ultra Instinct có thể đem lại. Nguồn gốc sức mạnh cực kỳ bá đạo mà Son Goku sử dụng trong trận đấu với Moro vừa qua chỉ mới là điểm khởi đầu của một kỹ năng đặc trưng của Thiên Sứ, và Goku đang là người yếu nhất trong số những người đạt được Ultra Instinct hoàn hảo. Vì vậy, quá trình hoàn thiện vẫn còn rất dài. Bây giờ, Goku đã làm chủ được Ultra Instinct và đang tập luyện cùng với Whis trên hành tinh của Beerus. Điều này đối với Vegeta mà nói thì đối thủ chuyển kiếp của Hoàng tử Saiyan đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Để theo kịp Goku, Vegeta cần phải có một hướng đi mới cho riêng mình. Trong chương 68, Beerus đã hỏi Vegeta có muốn đạt được trạng thái Ultra Instinct giống Goku và Whis không. Vegeta nói rằng trạng thái này không phù hợp với anh. Vegeta muốn vượt qua sức mạnh của Goku theo một cách hoàn toàn khác, và chính Beerus cũng hoàn toàn đồng ý với sự lựa chọn này của Vegeta. Vegeta đã có quyết định của riêng mình là sẽ không bao giờ đi theo con đường giống như Goku đang đi. Beerus dường như cũng đã nhìn thấy rõ suy nghĩ đố kỵ của Vegeta với Goku hiện giờ. Vegeta từng là người đến lãnh địa của thần để tập luyện trước Goku, thế mà giờ đây khoảng cách sức mạnh của cả hai người đã là quá lớn. Chính vì vậy, Beerus đã mở ra một con đường mới cho Vegeta. Ông tiết lộ một bí mật với Vegeta rằng thần hủy diệt còn nhiều sức mạnh cũng như các khả năng khác chưa hề bộc lộ, và ông có những kỹ năng chỉ riêng thần hủy diệt mới có thể sử dụng chúng. Dù miệng nói sẽ không huấn luyện bất cứ ai và bỏ đi, nhưng miệng Beerus thì thầm lẩm bẩm rằng ông sẽ tập thể dục để giữ cho mình tỉnh táo. Beerus quay người lại và nói Vegeta, hãy tự do ăn cắp nó bất cứ gì mà ngươi nhìn thấy, và sau đó Vegeta đi theo Beerus. Đây rõ ràng là một ẩn ý của Beerus, cho thấy rằng về cơ bản thì ông không nhận đệ tử và không trực tiếp đào tạo ai. Nhưng Beerus sẽ thể hiện một số kỹ thuật của thần hủy diệt, những kỹ thuật đem lại sự tàn phá mà trước đây Vegeta chưa từng được chứng kiến. Với những gì Whis đang huấn luyện cho Goku, có lẽ Beerus cũng đã muốn tận tay mình tập luyện cho Vegeta, nhưng vì tính tự cao của mình nên đương nhiên ông sẽ không nói thẳng ra. Vậy là hiện tại, Goku sẽ luyện tập cùng với Whis để thành thục Ultra Instinct, và Vegeta luyện tập cùng với Beerus để lĩnh hội thêm được những kỹ năng của thần hủy diệt. Cả hai người đều đang có cách luyện tập và khai thác sức mạnh riêng. Goku thì được thoải mái luyện tập vì bản năng vô cực chưa phải là mạnh nhất, anh vẫn có thể mạnh hơn nữa và con đường võ thuật còn rất dài. Vegeta thì một lần nữa tìm được cách mạnh hơn và đi theo hướng khác, giống lần Vegeta đi lên hành tinh Jadrat và lĩnh hội được việc kiểm soát tinh thần và học được các kỹ năng mới. Đây là một sự phát triển vô cùng tuyệt vời dành cho chàng hoàng tử kiêu hãnh của chúng ta. Trong giải đấu sức mạnh 12 vũ trụ, khi Toppo chấp nhận trở thành một vị thần hủy diệt, ông ta càng ngày càng to lên, da đen và những ký hiệu xuất hiện trên người của Toppo. Trở thành thần hủy diệt, bạn sẽ có năng lực vô hiệu hóa đa số các đòn tấn công, vì vậy đó có thể là thứ mà Vegeta có thể đạt được sau khóa huấn luyện của Beerus. Chúng ta đã biết trong manga Dragon Super, Goku học được Hakai và sử dụng nó vào Fusion Zamasu. Rõ ràng, Vegeta sẽ đi theo học tập Beerus và Beerus sẽ trở thành người thầy mới của Vegeta. Đồng thời Vegeta cũng sẽ có thể học được Hakai. Nhưng nếu chỉ có Hakai thì Vegeta vẫn chưa thể đuổi kịp bản năng vô cực của Goku. Nên mình tin rằng có thể Vegeta sẽ có trạng thái mới tóc màu tím, một màu đặc trưng của vị thần hủy diệt Beerus. Hiện tại, bằng cách thành tạo Ultra Instinct, Goku vượt lên dẫn trước Vegeta về sức mạnh trong Dragon Super. Sau đây sẽ là cách Vegeta có thể bắt kịp cậu. Trước kia, trong lần đầu tiên Vegeta đặt chân đến trái đất cùng với Nappa, Vegeta từ chỗ là một kẻ phản diện muốn thịt cả trái đất. Thay vào đó, Hoàng tử Saiyan đạt được một thứ giá trị hơn rất nhiều: sự ấm áp rực rỡ của tình bạn thật sự. Kể từ sau thất bại dưới tay Goku và các chiến binh Z, Vegeta đã dần trở nên dịu dàng, bắt đầu lập gia đình với Bulma, cứu trái đất khỏi các mối đe dọa từ người ngoài hành tinh và thậm chí đưa các con của mình đến công viên giải trí trong những ngày hiếm hoi nghỉ tập. Vegeta dần dần trở thành một người chồng tốt, người cha tốt, người bảo vệ chính nghĩa, sư phụ dạy dỗ người khác. Nhưng trong suốt quá trình thay đổi tính cách của Vegeta, anh ta chưa bao giờ đánh mất mục tiêu của mình là vượt qua Goku. Vegeta liên tục tập luyện và cố gắng vượt qua Goku trong suốt bộ truyện Dragon Ball, nhưng mỗi lần vượt lên trước Goku xong thì lợi thế của Vegeta dường như không bao giờ kéo lại được quá lâu. Với vị thế nhân vật chính thì Goku luôn được tác giả ưu ái đi trước một bước về sức mạnh. Bây giờ, khoảng cách về sức mạnh đang lớn hơn bao giờ hết khi Goku đã bổ sung thêm Ultra Instinct và hệ thống sức mạnh của mình. Đây là một kỹ thuật thường thấy của riêng các thiên sứ hay sử dụng. Goku đã vô tình kích hoạt được bản năng vô cực khi chiến đấu với Jiren trong giải đấu sức mạnh. Cả hai hình thức dấu hiệu bản năng vô cực và bản năng vô cực hoàn hảo tóc bạc đều giúp cho Goku có một sức mạnh khổng lồ, nâng cao sức mạnh của Goku lên gấp nhiều lần và cho phép Goku có thể né tránh các cuộc tấn công chỉ dựa vào bản năng của cơ thể.
Vegeta đã bị Goku bỏ lại phía sau rất xa sau khi Goku được huấn luyện bởi Merus và học được cách sử dụng trạng thái bản năng vô cực thành thạo theo ý muốn. Trước kia, mỗi lần Vegeta tuyệt vọng về sức mạnh vì cách biệt quá xa thì tác giả vẫn biết cách để Vegeta có thể đuổi kịp. Làm chủ các trạng thái Super Saiyan, bất chấp ngọn núi sức mạnh mà Vegeta phải leo lên, anh ta có một lợi thế đáng kể so với Goku, một dạng tiến hóa của Super Saiyan Blue. Tiến vào giải đấu sức mạnh, cả Goku và Vegeta đều mang theo trạng thái mạnh nhất của mình là Super Saiyan Blue để chiến đấu với các chiến binh vũ trụ khác. Trong khi cảm giác cận kề cái chết và mong muốn cứu lấy vũ trụ của mình, bản năng chiến đấu đã giúp nâng tầm Goku lên chạm tay vào trạng thái bản năng vô cực. Thì Vegeta cũng đã thực hiện được những bước phát triển sức mạnh của riêng mình, đột phá giới hạn của cơ thể để trở nên mạnh mẽ hơn với dạng Super Saiyan mới. Sự biến đổi Super Saiyan Blue Evolution của Vegeta gần như tương đương với Goku trong dấu hiệu bản năng vô cực tóc đen và cho phép Vegeta có thể chiến đấu và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cấp độ thần hủy diệt tập sự như Toppo. Bước đột phá Super Saiyan Blue Evolution mới nhất của Vegeta không phải là một trạng thái có sức mạnh vượt trội hơn bản năng siêu phàm thành tạo của Goku, nhưng Hoàng tử Saiyan có thể đặt nền móng cho việc phát triển cấp độ Super Saiyan mới, trong khi Goku sẽ tiếp tục bận rộn trong việc tập luyện bản năng vô cực. Nếu Super Saiyan Blue Evolution mạnh như dấu hiệu bản năng vô cực, Vegeta có thể thấy rằng sự biến đổi tiếp theo của anh ấy sẽ gần giống với Ultra Instinct thực sự. Và vì Vegeta sẽ chỉ dựa vào trạng thái huyền thoại của người Saiyan thay vì sao chép các kỹ thuật của vị thần, nên phương pháp này cũng sẽ phù hợp với bản tính cuồng nộ của anh ta. Đào tạo trên Jadrat. Một lĩnh vực khác mà Vegeta xuất sắc hơn Goku là khả năng kiểm soát tinh thần. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Moro, Vegeta đã du hành đến Jadrat, hành tinh nơi Goku đã từng đến để học kỹ thuật dịch chuyển tức thời mang thương hiệu của mình. Kết bạn với cư dân trên hành tinh, Vegeta không chỉ miễn cưỡng học được kỹ thuật dịch chuyển tức thời, anh còn được đào tạo về kỹ thuật chia tách tinh thần, cho phép Vegeta tách năng lượng ra khỏi kẻ thù. Kỹ thuật này sẽ tỏ ra đặc biệt hữu ích khi chống lại những đối thủ tích tụ hoặc ăn cắp năng lượng. Nhưng chia tách tinh thần sẽ chỉ là một phần trong những gì Vegeta đã học được qua những lời dạy độc đáo của người Jadrat. Trưởng lão của hành tinh Jadrat còn có khả năng phát triển cơ thể theo ý muốn và có thể tạo ra bản sao phân thân. Nếu Vegeta trở lại Jadrat, tiếp tục đào tạo và thành thạo những kỹ thuật đó, anh ta sẽ nhận được một đợt nâng cấp sức mạnh đáng kể. Ngay cả khi sử dụng Ultra Instinct, Goku có thể sẽ phải chiến đấu với một Super Saiyan Blue Evolution Vegeta khổng lồ, đồng thời sinh ra các bản sao của chính mình giữa trận chiến. Giữa hai chiến binh người Saiyan là Vegeta và Goku trong Dragon Ball, Vegeta luôn là người chiến đấu sử dụng nhiều trí óc hơn cả. Vì vậy, việc vượt qua Goku bằng khả năng điều khiển ki siêu hạng hoàn toàn phù hợp với nhân vật của anh. Học kỹ thuật của thần hủy diệt Beerus. Hiện tại trong Dragon Super, Goku đang tiếp tục luyện tập với Whis, mài dũa bản năng vô cực trước một cuộc đụng độ dường như không thể tránh khỏi với Granola. Vegeta đang ghen tị vì sức mạnh mới của Goku và Beerus nhận ra điều này từ Vegeta. Dường như phát ngán với việc Goku làm phiền giấc ngủ trưa của mình cùng với các buổi đấu tập, Beerus nghĩ ra một cách, đó là gợi ý về một giải pháp nâng cấp sức mạnh thay thế cho bản năng vô cực. Theo thần hủy diệt của vũ trụ 7, các vị thần hủy diệt thường không mấy quan tâm đến việc có đạt được cấp độ thành thạo bản năng vô cực, bởi vì bản năng vô cực cần một trạng thái tâm tĩnh như hồ. Vì vậy thay vào đó là các thần hủy diệt có cách riêng để đạt được sức mạnh to lớn mà không cần để ý đến tâm trạng, họ có thể thoải mái tức giận và chiến đấu. Đương nhiên, Vegeta rất vui mừng trước viễn cảnh này, và vì hình dạng bí ẩn này là một sức mạnh khác của các vị thần, nó cho phép Vegeta vượt qua Goku trong tương lai không xa. Để học một kỹ thuật mới đòi hỏi sự tức giận thay vì tĩnh lặng thì rất phù hợp với tính cách của Vegeta và sẽ duy trì tính đối lập giữa Goku và Vegeta. Trở nên tức giận, bất kể việc Vegeta có thể học được sự đổi mới từ thần hủy diệt Beerus hay không, sự tức giận có thể là tấm vé để Vegeta có thể vượt qua Goku trong Dragon Ball. Khi Beerus lần đầu tiên xuất hiện trong movie Battle of God, không có chiến binh Z nào có thể sánh ngang với thần hủy diệt của vũ trụ 7. Và ngay cả Vegeta cũng run sợ trước vị khách không mời mà tới. Tuy nhiên, khi Beerus vả cho Bulma một cái tát, Vegeta đã bắt đầu điên lên xông lên chiến đấu chống lại vị thần háo ăn, mặc dù khi đó mới chỉ là một Super Saiyan 2. Xét đến việc Super Saiyan 3 Goku bị Beerus đánh bại dễ dàng như thế nào, thì sự tức giận ngắn ngủi của Vegeta là một kỳ tích đáng kinh ngạc và nói lên tầm quan trọng của sự tức giận của người Saiyan. Một cơn thịnh nộ tuyệt đối có thể khiến Vegeta rơi vào tình trạng điên cuồng mà ngay cả bản năng vô cực của Goku cũng không theo kịp. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.